Bệnh nhi nhiễm cúm gia cầm AH5 ở Phú Thọ đã qua cơn nguy kịch. Sau hơn 8 năm không ghi nhận ca cúm gia cầm nào trên người, mới đây Việt Nam ghi nhận một bệnh nhân mắc cúm AH5 là bé gái 5 tuổi ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhi được chuyển từ Phú Thọ đến Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 8 tháng 10 trong tình trạng nguy kịch do suy đa phủ tạng, suy hô hấp nhiễm khuẩn. Ngay lập tức, bệnh nhi đã được đặt nội khí quản và điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương. Các xét nghiệm sau đó khẳng định bệnh nhi nhiễm cúm AH5. Bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau một thời gian được điều trị tích cực, bệnh nhi đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Rất may mắn bệnh nhân phục hồi được, chúng tôi đã rút được nội khí quản cho cháu. Bé tỉnh táo bình thường nhưng chức năng thận của cháu chúng tôi vẫn phải theo dõi để điều trị phù hợp. Trước đó, điều tra cho thấy yếu tố dịch tễ rất điển hình. Trước khi cháu phát hiện bệnh, thì đàn gia cầm nuôi của gia đình chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và gia đình đã giết mổ gia cầm cùng chuồng nuôi nhốt làm thực phẩm. Người nhà bệnh nhân cho biết nhà chúng tôi có nuôi đàn gia cầm quy mô phục vụ gia đình chứ không phải trang trại. Khi gia cầm chết, gia đình vứt không ăn, nhưng có mổ con gia cầm nuôi chung chuồng vẫn khỏe chứ không ăn con ốm con chết. Người nhà bệnh nhân cho biết. Ngay sau khi xác định được ca bệnh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cử đội phòng chống cơ động lên Phú Thọ, đến địa bàn bệnh nhi sinh sống để phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và địa phương cùng điều tra dịch tễ. Đoàn điều tra đã rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của 65 người là những người tiếp xúc gần hoặc là có liên quan dịch tễ tới cháu bé và rất may cả 65 người này đều âm tính với cúm AH5. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.